Rồi chào anh em nha. Hồi tối hôm qua em mới nhận hợp đồng một cái máy này đi Bình Định nha. Thì để giao cho anh Hoàng Anh nha. Thì máy hiện trạng nó vậy đây ha. Em sẽ làm bảo dưỡng cho máy này hoàn chỉnh. Thì em sẽ cập nhật cái video mà làm bảo dưỡng nha anh em. Đi Bình Định nha. Rồi giờ bắt đầu chạy máy Bình Định ra làm sao nha. Của máy anh Hoàng Anh nha. Giờ bắt đầu tiến hành làm bảo dưỡng luôn. Máy sẽ làm trong vòng 7 ngày là xong. Hôm nay thì em đã mở xích ra nha, chuẩn bị mở hộp số ra làm một số thứ nha. Thì đang làm cho nên hơi ồn á, chất lượng thành không tốt, anh em thông cảm nha. Tiếp tục công trình, em đang hộp số, đã vệ sinh xong, làm xong hết rồi. Mới lấy về bơm thì giữ nguyên. Chuẩn bị làm tới cái dần chân này đây. Rồi xin chào anh em nha, thì hôm nay bắt đầu ráp hộp số này vô cho máy ha. Thì em có thay một bộ nhông 3 tầng mới thì cái này là bên em làm miễn phí nha, thì để anh em chạy chế ăn bên em có làm miễn phí hoàn toàn luôn, một số đạn số nhông mới luôn để được thay thế vào cái máy này. Em chào anh em buổi sáng, thì máy bây giờ cũng đã xong rồi ha, các chi tiết là em là bảo dưỡng xong hoàn toàn, chuẩn bị lên xe nha. Xe đang có sẵn đợi phía trước đây, quay một vòng cho anh em xem máy đã xong ha. Rất là bóng luôn, đẹp đẽ đàng hoàng, làm mới lại. Rồi xin chào anh em nha, máy này bây giờ em giao về Bình Định nha anh em. Thì máy đã làm bảo dưỡng, em có quay video phía sau á, máy làm xong tất cả luôn á. Đây, máy sau khi hoàn thành thì nó về đây ha, rất là ok luôn, em quay một vòng cho anh em xem. Rồi thì em có lên một con trước Hà Tĩnh nữa ha, thì chiếc này lên theo luôn nha anh em. Đây giờ bắt đầu lên xe luôn, thì chỉ công ty đây ha. Rồi xong luôn nha, cảm ơn em nha. Rồi xin chào anh em nha, đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây cho anh em dễ nhận diện nha. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng máy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được rồi, mà giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha.